Nó đang bé thì mình thêm da đắp thịt vào cho nó to ra. Tôi không phải là người có thói quen thất vọng. Điều này thì tôi hiểu. Ông không phải là loại người ngồi một chỗ chờ người khác dâng miếng ăn lên tận miệng, mà ông là loại người đi ăn cướp. Mà cướp không được ấy, thì ông đạp đổ. Chả ai ăn được của ông cái gì hết ấy. Này, ông đang khen hay đang chê tôi đấy hả? Tôi chẳng biết, nhưng tôi cảm thấy bất ức. Làm sao? Tôi với ông cùng là con người, nhưng tại sao số phận lại khác nhau thế nhỉ? Em mời anh chị ạ, bàn đặt trước của anh chị ở bên kia. Sao anh chưa vào? Nhanh thật, bảo sao mà vội vã đòi ra Hà Nội. Tình cũ không rủ cũng tới à? Hay là tự ý chạy đến tận cửa? Nếu mở mồm ra mà không nói được một câu tử tế thì tốt nhất là cất cái mồm ở nhà. Xin lỗi em. Không sao. Lâu rồi không gặp. Em... Cứ tự nhiên. Vậy anh đi trước. Em đợi xe à? Mình đâu? Về rồi. Để anh đưa em về. Nếu như em không thấy phiền. Đương nhiên là phiền. Phụ nữ đi đây về một mình không an toàn đâu. Đi với anh mới là không an toàn. Anh đang có chuyện muốn nói với em. Giữa chúng ta không có điều gì để nói cả. Anh đã gặp chị Giang chưa? Hỏi làm gì? Anh ra đây không phải vì chị ý chứ là gì? Lấy chồng rồi. Cái gì? Đáng đời nhà anh. Lúc người ta yêu anh chết đi sống lại thì anh bỏ người ta đi lấy vợ. Bây giờ thì có đánh đổi tất cả cũng không níu kéo được đâu. Thế theo mày, lúc đấy anh có làm khác được không? Chịu. Em không ở trong hoàn cảnh đấy nên em không biết. Mà nói chung là ấy, đáng đời nhà anh. Thằng đàn ông nào phụ tình chẳng có lý do. Nhưng không lý do nào được chấp nhận hết. Thơm quá. Anh về rồi à? Anh về cái đầu ngõ đã ngửi thấy mùi mắm chắt rồi. Anh nói món gì đấy? Món anh thích nhất đấy, ba chỉ rang mắm. Thế này á thì lại tốn cơm thôi. Ôi trời, chết rồi, chưa cắm cơm anh ơi. Thôi để đấy, anh làm cho. Mà lạ thật đấy, em là gái miền núi mà cũng thích ăn mặn giống anh à? Ừ, có gì mà lạ. Bao nhiêu năm ở với giai miền biển như anh, em cũng phải nhiễm cái gu ăn uống của anh chứ. Công nhận. Em ấy toàn thích những thứ nặng mùi thôi. Nào là mít này, sầu riêng này. Giờ mê cả mắm chắt nữa à. Anh còn quên một món đấy. Cái món nặng mùi nhất mà em từng ăn chính là anh đấy. Nào cái gì đấy hả?
nặng mùi ấy, nhưng mà thiếu chị lại không chịu được đâu nhá. Ôi, nặng mùi quá, đi tắm đi. Ê, đi tắm đi. Em hẹn anh ra đây là có một chút việc muốn nhờ anh. Em nhờ anh với tư cách gì? Bạn bè, đồng nghiệp hay là người yêu cũ của anh? Ở chỗ này. Giang là nhân viên của con. Nhân viên này, nhân viên cái con khỉ ấy. Hả? Vì nó mà vợ chồng mày bỏ nhau đúng không? Bố, khi con tiếp quản công ty, con đã biết là Giang đang làm việc ở đây. Mà bố thừa biết rằng khi con ly hôn, mọi thủ tục xong, một thời gian sau con mới chuyển ra Hà Nội, mới mua công ty này. Thế nên ấy, bố đừng có suy diễn linh tinh như thế nữa. Bố láo. Tình cũ không rủ cũng tới nhá. Mày, đáng lẽ mày phải là ông hoàng truyền thông rồi. Mày đã húp trọn cái ghế của công ty vợ cũ mày rồi. Thế mà vì nó mà phải làm cái công ty bé tí tị tì ti thế này, mày không thấy nhục à? Hả? Xin chào. Em ra ngoài làm việc. Cô đây làm gì? Hả? Anh để quên đồ. Tôi lặn lội mang từ Sài Gòn ra đây cho anh. Có tâm đấy chứ. Nước hoa tình yêu với ý nghĩa là yêu mãi không rời xa. Còn đây là hoa hồng anh tặng tôi Valentine, tôi vẫn còn giữ đấy. Mà hình như hồi đó hai người vẫn còn hẹn hò với nhau thì phải. Cô thôi đi, tôi và cô đã ly hôn rồi, cô đừng có bám theo tôi nữa. Tôi không dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy đâu. Nhất là tôi đã khẳng định được rằng anh tìm mọi cách bỏ tôi là vì cô ta. Anh cưới tôi nhưng trong lòng vẫn còn tơ tưởng đến cô ta. Đơn ly hôn vẫn còn chưa ráo mực. Anh chạy ngay đến đây để làm việc cùng một chỗ với nó à? Đừng ăn nói sằng bậy nữa. Chị cũng là người có học đấy. Đừng ăn nói kiểu vô văn hóa như thế. Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng bản thân mình đấy. Anh vừa nói anh. Cô làm cái trò gì đấy?